sáp lau giày và lau đồ da. À, thần thánh em về đây kho các nhé bác nhé, về đây kho này. Đây là cái hộp rất là to, tận 260 g, chúng ta có thể dùng được rất là lâu. Đối với cái loại này thì chúng ta có thể dùng khi mà giày da của chúng ta hoặc là các chất nhựa chúng ta sử dụng mà bị bẩn là chúng ta lau lên là nó rất là sạch và rất là trắng. Hoặc các bác dùng các cái túi xách bằng da hoặc là bằng nhựa thì khi chúng ta lau thì rất là sạch. Những cái ba lô bằng da, ba lô cặp bằng da hoặc những cái vật liệu mà nhựa, bề mặt inox chúng ta lau nó cũng rất là sạch các bạn nhé. Đấy, cái hàng này có sẵn ở shop Limun. Các bạn đặt hàng liên hệ số điện thoại 0968585051. Hàng ship code toàn quốc các bạn ạ. Các bạn nên mua từ vài hộp đi, bởi vì là ship 15.000 một kg. Và mỗi hộp này là 260 g. Đấy, chúng ta mua về chúng ta tặng họ hàng, tặng bạn bè anh chị em rất là thuận tiện. Cái hộp này lau rất là sạch. Đấy, và lau rất là nhanh. Trước khi đi làm chúng ta bỏ ra chúng ta lau qua vài đường là giày dép của chúng ta sạch bong luôn các bạn ạ. Túi xách của chúng ta, nhất là những người mà dùng cái túi da màu trắng ấy, chúng ta lau vài đường là nó cũng sạch bong. Hàng này hàng chuẩn nội địa Trung. Các bạn đặt hàng liên hệ số điện thoại giúp mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.